Và một ngày nọ, có một chàng sinh viên nghèo ra trường với hai bàn tay trắng. Dù nghèo nhưng mà anh ta lại rất lạc quan và yêu đời. Luôn nghĩ rằng đời này á là màu hồng. Học quản trị kinh doanh ra cho nên anh ta chọn cho mình một cái công việc, đó là bán hàng, để làm bước đệm trong đời mà đi lên. Với bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động trong các trò chơi hoạt động của trường, cho tới thiện nguyện, cho tới tình nguyện, thì anh ta luôn nghĩ rằng bán hàng thực ra không khó, chỉ cần có kỹ năng giao tiếp là đủ, và rất tự tin về kỹ năng giao tiếp của mình. Mặc dù á, lúc này trong đầu cậu sinh viên nghèo, giao tiếp là tự tin đứng trước đám đông để thuyết trình chả có gì khó khăn cả. Nhưng đời thì thực ra không như là mơ, vài tháng đầu anh ta chả bán được gì cả. Dù rất là cố gắng tiếp cận, nói chuyện vui vẻ với khách hàng, tươi cười, thao thao bất tuyệt về sản phẩm của mình để mà bán cho khách hàng. Học những cái mẹo vặt, nào là bán hàng thì phải luôn tươi cười, bán hàng thì phải luôn có ngoại hình. Nên anh ta bỏ tiền ra đầu tư vào những cái thứ không đáng, để rồi vài tháng sau rơi vào cái tình trạng rộng túi lúc nào không hay. Đây là cái câu chuyện có thật từ chính bản thân Hoàng. Nhiều năm về trước, khi mà Hoàng đang còn là sinh viên mới ra trường, mãi về sau này Hoàng mới biết bán hàng thực ra cực kỳ khó. Thế thì qua cái ví dụ của Hoàng á, thì Hoàng có một số cái ví dụ khác mà có lẽ các anh chị sẽ gặp trong cái cuộc sống của mình, các bạn sẽ gặp trong cái cuộc sống của mình một cách thường xuyên. Ví dụ thứ nhất, đó là khi mà các bạn đi mua xe máy. Các bạn là người đi mua xe máy, các bạn là một cái người, là một người dùng phổ thông. Các bạn không quá rành về kỹ thuật, về xe, về sửa xe hay về cái này về cái kia. Nhưng khi các bạn đi mua xe thì các bạn lại gặp một anh chàng kỹ thuật ra bán xe. Nhớ nhá, là một anh chàng kỹ thuật, anh ấy trực tiếp sửa xe. Cho nên khi mà anh ấy bán cho bạn, anh ấy nói rằng là à, cái con xe này nó từ Nhật này, nó từ Hàn này, nó từ Mỹ, nó từ Thái gì đó, rồi nó từ đời bao nhiêu đó, rồi thì 4 thì, 5 thì, 10 thì, rồi nào là căm xe thế này, căm xe thế kia, rồi nó sẽ phù hợp với những cái ốc, những cái loại xích sên thế này, thế kia, thế kia. Nói chung là nói một nùi kỹ thuật ở trong đó. Thì ở một vị trí là người dùng cơ bản, bạn không cần cái thứ này. Nói thẳng thắn là bạn không cần thứ này, mà bạn nghe chả hiểu gì cả. Nên là bạn chả có nhu cầu bạn mua xe nữa, hoặc là cái nhu cầu bạn ấy giảm xuống rồi, và bạn chẳng biết phải mua cái xe gì để cho nó phù hợp với bản thân mình nữa cơ. Nhưng mà có một cô nàng cố tới. Cô nàng đây không thuộc về kỹ thuật, cũng không rành về xe, nhưng cô nàng ấy rành về tâm lý khách hàng. Cô nàng ấy nói rằng là khi mà bạn mua xe thì việc đầu tiên, ngân sách của bạn khoảng tầm độ bao nhiêu? À, ngân sách của bạn khoảng tầm độ 20-30 gì đó. Nếu như vậy thì bạn mua chiếc xe quay này đi, hoặc bạn mua chiếc AB này đi, thì mua những cái chiếc này đi sẽ rất là bền. Người Việt mình thì rất là thích Honda, bởi vì Honda là của người Nhật, mà người Nhật thì bền hàng đầu ở thế giới. Vài năm sau bạn đi xe đó, bạn bán lại bạn vẫn có giá, và đi lại còn tiết kiệm xăng nữa, rất ít hư. Như vậy là trong quá trình mà bạn đi thì sao ạ? Trong quá trình mà bạn đi thì gần như là rất ít chi phí để mà sửa xe, tiết kiệm cho bạn. Thì khi mà bạn nghe được cái này thì bạn thấy sao ạ? Nó rõ ràng nó khác một trời một vực với cái anh kỹ thuật kia, và bạn quyết định bạn mua xe. Mặc dù cô nàng này không hề nói một chút xíu gì về kỹ thuật hết. Ví dụ thứ hai, đó là ví dụ khi mà bạn buồn, bạn có một cái chuyện buồn nào đó. Hoàng không cần biết là bạn có chuyện gì buồn, được chưa? Nhưng mà sẽ có hai người đến để mà an ủi cho bạn. Một người là một đứa trẻ đến an ủi rằng anh Hoàng ơi, anh Hoàng là phải thế này, anh Hoàng phải thế kia, anh Hoàng không được như thế này, em thấy anh Hoàng sai rồi. Bạn nghe không ạ? Thực ra không cần biết là người ta nói đúng hay không, nhưng nói với cái cách mà nói như vậy, với cái cách mà truyền đạt như vậy, bạn sẽ ứa nghe đâu. Thẳng thắn, bạn sẽ ứa nghe đâu. Nhưng mà có một ông già, ông tới, ông sẽ như thế này: chào cháu, chú thấy rằng là thực ra có thể là cháu không sai, nhưng maybe rằng là cháu nên cần sửa lại ở cái chỗ này một chút xíu, thì có thể rằng là cháu sẽ thu phục được lòng người. Thực ra không ai đúng ai sai cả, nhưng chẳng qua chúng ta chỉ sai về thời điểm hoặc là sai về người thôi. Nào bây giờ hãy cùng chú cùng đi sửa sai lại nhé. Nào, chúng ta chưa cần biết cái người già này, cái người lớn tuổi này họ có kinh nghiệm thực sự hay không, nhưng cái cách mà truyền đạt của họ làm cho ta thấy tin tưởng. Đây là cái ví dụ mà nó liên quan đến cái câu chuyện gì ạ? Cái câu chuyện chúng ta truyền đạt cho người khác như thế nào. Cùng một câu chuyện, nhưng nếu như cách chúng ta kể chuyện khác nhau, mang đến cái âm hưởng khác nhau, để người cảm nhận cũng cảm nhận khác nhau, thì sẽ mang đến kết quả khác hoàn toàn nhau.
Thông qua hai cái ví dụ trên, bạn sẽ thấy việc bán hàng của chúng ta luôn lấy trọng số đó là hiểu tâm lý khách hàng. Nhưng nếu việc mà hiểu tâm lý không thôi thì bạn sẽ không đủ. Cho nên điều thứ nhất mà bạn cần có đó là kỹ năng hoặc ngôn ngữ để dùng được những từ ngữ bình dị đơn giản nhất, nói một cách ngắn gọn, xúc tích nhất để đối phương, ở đây là khách hàng, hiểu ngay tấp lực. Thứ hai đó là kỹ năng thương lượng, là biến số để bạn quyết định bán cho khách hàng cái hợp đồng đó với giá bao nhiêu, hợp đồng đó được thương lượng trên điều khoản như thế nào. Vì nếu như cái yếu khoản này, bạn sẽ bị khách hàng ở trên cơ. Điều số 3 đó là nghệ thuật dẫn dắt. Trong cuộc nói chuyện với khách hàng thích là người được nói, được thể hiện họ nhiều tiền. Vậy cớ chi chúng ta phải mất công thao thao bất tuyệt những thứ mà mình có mà không phải biến họ thành diễn viên chính trong cái bộ phim Cừu và Sói của chính bạn đạo diễn. Điều thứ tư đó là lắng nghe. Con người luôn học rất nhiều kỹ năng, nhưng có một kỹ năng mà chúng ta luôn mặc định bỏ qua, đó là lắng nghe. Nếu bạn đủ trình để lắng nghe, bạn sẽ thấy được rằng là cuộc sống của bạn, cuộc đời của bạn sẽ thay đổi đến tích cực như thế nào bạn không tưởng tượng nổi đâu. Và điều thứ năm, điều cuối cùng, trách nhiệm. Việc gì cũng vậy, chỉ bán xong rồi thôi và quay đi thì mãi mãi bạn sẽ quanh quẩn ở cái ao làng và nói chuyện thế giới. Khi có một cái tâm đủ mạnh trong từng việc bạn làm, bạn sẽ mang cả cái trái tim mình đặt vào trong từng cái việc đó và khách hàng sẽ tự động rút hầu bao cho bạn rồi thôi. Hãy nhớ rằng để thành thục hết được năm điều này, bạn cần có thời gian. Đó là thời gian để thất bại. Nhưng hãy nhớ rằng kiên trì là một cục pin có thể cạn bất cứ lúc nào nếu không có ngòi kích mục tiêu đủ mạnh. Đừng bỏ cuộc để rồi một ngày nào đó bạn sẽ bán hàng chỉ thông qua vài ba câu mà thôi. Chúc cho bạn bán hàng.